Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Còi. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ không giống như mọi hôm mình làm về đồ công nghệ nữa. Hôm nay mình sẽ review về cái ghế của mình. Cái ghế của mình thì mình up khá nhiều ảnh trên mạng và mình khoe mọi người rồi. Thế nhưng mà mình không định làm review cái ghế này vì mình nghĩ là nó cũng không có gì để nói nhiều cả. Thế nhưng mà có rất nhiều bạn vào comment hỏi là mua ở đâu, rồi nó như thế nào, chất liệu nó gì, nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cái ghế của mình. Ok, bắt đầu luôn nhá. Ghế này của mình là mình tự đóng, mình tự thuê đóng, tức là mình nhờ xưởng đóng. Mình khi mà mình gửi cái hình cho bên xưởng ấy thì mình đã gửi một cái hình nó như thế này. Đó, thì khi mà ra sản phẩm thì nó sẽ như thế này. Mọi người thấy nó cũng khá là giống đúng không? Về cái phần màu sắc thì ở trên cái hình mẫu mình có thấy là họ làm cái màu hình như là hơi xanh ghi, nhưng cái màu mà mình chọn thì nó làm một cái màu nó hơi ngả vàng một tí, thì mình thích cái tông này hơn. Khi mình chụp ảnh mình nghĩ là nó cũng sẽ dễ đẹp hơn nên là mình chọn màu này. Khi mà mọi người chọn cái ghế ấy, mọi người sẽ được chọn là cái kích thước của ghế là dài bao nhiêu, là 1m2, 1m5 hay là 1m8, 2m. Mình thì lúc đầu mình định chọn 1m5, xong là cái phòng của mình nó hơi bé, thế nên là mình đã chọn là 1m2. Thế nhưng mà khi mà mình lấy cái ghế 1m2 này về thì mình lại thấy là nó hơi bị ngắn ấy. Tại vì khi mà mọi người ngồi này, nó sẽ không hết chân mình như này. Đó, thì nên mà nếu mà mọi người phòng bé thì cũng cố làm cái phần này nó dài khoảng 1m5, thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn, ngồi nó thoải mái hơn. Còn 1m2 này thì cũng ok, nó cũng vừa cũng xinh xắn, thế nhưng mà để thoải mái mình nghĩ là nó sẽ 1m5, nó sẽ bắt đầu từ 1m5 sẽ ok hơn. Và cái phần chiều này ấy, thì mình có hỏi ấy, thì là cái phần gần như kiểu cái phần chiều ngang này này là nó gần như gọi là fix ấy, tại vì là nó để ngồi thoải mái thì nó có cái kích thước chung của cái loại cái phần ngang này rồi. Thế nên là cái phần ngang này thì thường là ở bên xưởng họ bảo là mình không thay đổi nữa, mà chỉ mình chỉ thay đổi được cái phần chiều dài này thôi. Và cái phần đệm này này thì mình sẽ có mấy cái màu, à không phải mấy màu đâu, mà rất nhiều màu luôn. Mình có một cái bảng màu như thế này. Đó, thì mình sẽ được chọn là từ cái tông màu nào hay là nào, thì mình sẽ chọn cái mã màu rồi mình báo cho cái bên xưởng họ làm theo cái màu đấy. Thì nói chung là khi mà mình chọn xong mình ra cái màu này mình rất là ok. Hôm mình chọn thì nó có hơi vàng hơn ở ngoài một tí, màu ở ngoài thì nó hơi trắng, thế nhưng mà nói chung là cũng do màn hình các kiểu nữa, nhưng mà cái màu này mình khá là ưng. Còn cái phần chân này này, mọi người nhìn thấy cái phần chân đây, phần chân đây thì như trong hình ấy, thì mình thấy là nó, mình cảm giác là nó không phải bằng sắt, thế nhưng mà khi mà lấy về thì nó là bằng sắt và nó rất chắc chắn luôn. Cái phần này, chung là cái ghế này mình thấy rất là chắc, ngồi rất là ok. Phần đệm này thì nó có hai lớp đệm nhá, đệm mình sẽ bóc ra được, còn một lớp đệm nó sẽ là gắn luôn vào cái ghế rồi. Phần dưới này thì mình không biết có cái gì không, nhưng nó chắc là cái phần khung sắt này nó sẽ rỗng ở trong. Thế nhưng mà cái tổng thể là nó rất là chắc chắn. Và cái lớp vải này, sau hình như mấy tháng nhỉ, một vài tháng thì nó có hiện tượng là nó hơi xù lên một tí. Nó hơi xù và nó có tạo thành những cái viên viên bông bông này này. Thì mình nghĩ là cái này không biết là có do vải hay là do sử dụng một thời gian thì cái nào nó cũng thế. Thế nhưng mà nó đang có hiện tượng là nó đang hơi bị xù lên một tí. Thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mình sẽ trong cái bộ của mình ấy, thì nó sẽ có hai cái gối. Khi mà về thì cái độ dày của nó sẽ dày hơn một tí và nó sẽ có form hơn. Tức là nó sẽ vuông hơn. Thế nhưng mà khi mà mình dùng một thời gian thì nó sẽ mất cái form đi, nó không còn vuông như đợt đầu mình lấy nữa. Nhưng nói chung là vẫn rất thích và rất êm. Thấy giá nó tầm khoảng hơn 2 triệu rưỡi một chút, 2 triệu rưỡi. Nếu mà cả phí, hình như có cả phí vận chuyển chứ nhỉ, tầm đấy, 2 triệu rưỡi phí vận chuyển. Thì mình nghĩ là cái ghế này khá là ok. Mình có đi hỏi, hôm mình đóng xong ấy, thì nhiều bạn mới vào hỏi mình là giá ghế này tầm bao nhiêu. Thế mình bảo là 2 triệu rưỡi thì mọi người bảo là cũng không phải rẻ đâu. Thế nhưng mà ưu tiên của mình là cái ghế mà dùng kiểu ngồi lâu dài các kiểu ấy, mình ngồi hàng ngày ấy, thì là nó không ưu tiên là rẻ. Mình ưu tiên là nó chắc chắn và nó ngồi nó không bị ẹp này, rồi nó mẫu mã nó giống với cái hình của mình chọn. Thế là mình thấy ok rồi. Và hôm trước thì mình có khoe mọi người là mình đóng một cái bộ bàn ở đây rồi và mình để mình ngồi làm việc, đúng không? Tại sao lại có cái ghế này? Thì một là mình cần một chỗ để mình quay video, và mình sắp tới mình sẽ làm một vài cái video podcast nữa, và trên cái ghế này thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là ngồi cái bàn như mình review cái đồ công nghệ, thì nó sẽ hợp lý hơn. Và cái ghế này thì mình
mọi người có thể làm gì với cái này? Cái này mọi người có thể là nếu mình mỏi quá mình ra đây mình nằm vẽ một tí cũng được, hoặc là buổi trưa ấy thì các bạn mà không muốn đi ngủ giường thì mọi người có thể là ngả lên đây cũng ngủ cũng được. Thế nhưng mà thực ra cái ghế này của mình hơi ngắn thì nó ngủ nó sẽ không được thoải mái chân lắm. Thế nhưng mà nếu mà các bạn đóng cái ghế dài hơn ấy thì nằm cũng thích hơn. Nói chung là mình đang rất khá là ưng với cái ghế này. Cái này thì mình đóng ở xưởng nhá. Nếu các bạn mà thích thì có thể là ra mua ở những cái chỗ mà họ bán cái đồ gỗ, họ cũng có hình như là có bán sẵn luôn, chứ không phải đóng như nhà mình đâu. Nhà mình thì cầu kỳ muốn cái mẫu mã nó giống như cái mà mình đăng ở trên, mình kiếm ở trên mạng, thế nên là mình mới đóng thôi. Còn nếu bạn nào mà không cầu kỳ quá, cái mẫu mã mà không cần nó giống như ở trong hình quá thì ra mua luôn, chắc cũng quanh cũng 2-3 triệu cái ghế này. Ok, cái video này mình nói ngắn thôi, nó cũng không có gì nhiều để nói. Thế nhưng mà cái ghế này mình đang khá là ưng ý. Và mọi người mà muốn mua ghế này thì mình sẽ để cho mọi người cái số điện thoại của cái xưởng đóng ở dưới. Ok, video sau của mình sẽ là video về iPad nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn lại mọi người ở video lần sau review iPad để tiếp tục về đồ công nghệ. Bye bye.